cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn cư sĩ Minh Đạt đã dành thời gian chia sẻ với cộng đồng cái chủ đề nghiệp và nghiệp tâm. Và trong các buổi trước thì chắc là các anh chị, những người đã tham gia thì đều đã được nghe anh Đạt chia sẻ những cái khái niệm, khái niệm rất là chung về nghiệp, về cái cách thức mà chúng ta ứng xử, đối xử với nghiệp đến với mình. Và bây giờ những cái buổi này thì sẽ là những cái nội dung mà anh Đạt sẽ đi sâu hơn, phân tích ở chiều sâu hơn nữa để chúng ta có thể hiểu và chúng ta có thể biết cách ứng xử với các cái gọi là dòng năng lượng nghiệp đến với mình. Em xin phép là được mời anh Minh Đạt sẽ bắt đầu chia sẻ phần hôm nay ạ. Cảm ơn Dũng. Xin cảm ơn cộng đồng Minh Tâm và cảm ơn VNFM đã tổ chức cái buổi này và chúng ta lại có duyên được gặp nhau. Chủ đề về nghiệp và nghiệp tâm hôm nay đã là buổi thứ ba. Hai các cái buổi trước chúng ta đã lang thang với nhau trong những cái khái niệm ban đầu về cuộc sống, về sự sống, về thiên nhiên, về thượng đế. Và hôm nay tôi vẫn nói, trước khi đi sâu vào nghiệp, tôi vẫn nói, muốn nói đến thượng đế. Nietzsche, ông ấy tuyên bố rằng thượng đế đã chết. Tôi xin nói rằng, nói theo lời của tôi, nói theo ngôn ngữ của tôi, nói theo cảm nhận của tôi, thượng đế đã rời khỏi thế gian. Trong sự cao cả, mênh mông tình yêu bao la, Ngài đã rời khỏi thế gian trong khiêm nhường để tôn trọng sự tự do của mỗi con người trong vận hành sự sống này. Tự do của mỗi con người trước cây, trước cối, trước dòng sông, trước dịch bệnh, trước thiên tai, trước tình yêu, trước lo lắng, trước sợ hãi, để cho con người trưởng thành. Với tôi, cũng như với điều mà Giê-xu cảm nhận, thượng đế là thứ không phải để thờ mà để kính yêu, để tôn vinh, để ngưỡng mộ sự cao cả của Ngài trong tính khiêm nhường với cái xấu, cái bao dung trìu mến với cái tốt. Tất cả Ngài đã lùi lại để tôn trọng quyền tự do của mỗi con người, để tôn trọng quyền tự do của mỗi thực thể trong hành trình này. Hôm nay chúng ta ngồi đây trong thế gian hơn 7 tỷ người. Vậy mà trước đây có 100 năm, trước COVID-19, 100 năm có dịch Tây Ban Nha, có 100 triệu người đã chết trong dịch cúm Tây Ban Nha. Và người ta nói rằng, thống kê người ta nói rằng khi đó mất 1/3 dân số, bởi lẽ dân số khi đó mới chỉ có 400 triệu người, còn hôm nay chúng ta có 7 tỷ rưỡi người. 7 tỷ rưỡi người đang có mặt nơi đây. Có 100 năm. Sinh đẻ thế nào? Luân hồi thế nào? Để chỉ có 100 năm mà từ 400 triệu người lên tới gần 8 tỷ người. Chí Dũng thường hay nói đến cuốn sách mà tôi viết cách đây 3-4 năm là Thời Bảo Bình
đang tới. Bởi lẽ đây là thời điểm chuyển tiếp giữa thời đại Song Ngư sang thời đại Bảo Bình. Thời điểm mà tất cả các rung động dường như đang thăng lên. Rung động của trái đất thăng lên, của hệ mặt trời thăng lên, của các hành tinh thăng lên, cỏ cây sông nước thăng lên, và tâm thức con người dường như cũng đang thăng lên. Thăng lên trong khắc khoải. Cách đây 10 năm, cách đây 20 năm, có rất nhiều các vị đạo sư, họ đã nhìn bão qua bọt của nước, qua sương mù quanh cơn bão. Họ nói rằng thời điểm chuyển tiếp xảy ra, nào là sóng thần, nào là dịch bệnh, nào là những tai họa, những hiểm nguy, lại còn có ông xúi đệ tử của mình chữ nước, chữ gạo, chữ muối, lại còn có bà phán rằng đây là thời điểm thế này, đây là thời điểm thế kia. Họ đã nhìn cơn bão qua hình của nó. Họ đã ngửi cơn bão qua cái mùi của xa xăm của nó. Họ không biết thực sự của cơn bão. Mọi thứ thăng lên trong khắc khoải. Nhưng có một cơn sóng thần, một cơn thủy, ngạn hồng thủy đang xảy ra trong tâm thức của nhiều nhiều con người. Đó là trạng thái con người ngập lụt trong những giá trị bị đảo lộn. Cái tinh túy thì chùm chìm xuống, cái cặn bã thì nổi lên. Rất nhiều các giá trị bị đảo lộn. Những thước đo về vẻ đẹp, sự sang trọng, cái cao cả, sự hiến dâng đánh mất. Trong những tham đắm về quyền lực, về tiền bạc, về danh vọng, nạn hồng thủy trong lòng của con người, trong lòng của cả một thời đại. Thời điểm chuyển tiếp, trăn trở đi lên là như thế. 7 tỷ người, gần 8 tỷ người đến đây, cùng đến trái đất này. Có phải chăng là họ đến từ nhiều vùng khác nhau, từ cõi súc sinh leo lên, từ ngõ ngạ quỷ chìm xuống, leo lên từ ngõ Atula, ngõ thần trời chìm xuống để cùng trải nghiệm cái thời điểm này. Để cùng trải nghiệm cái nghiệp của thời điểm này. Để cùng trải nghiệm cái nghiệp của thời đại này. Nghiệp là hình ảnh, là hơi thở, là màu sắc, là dòng chảy của sự sống. Tất cả đã hội tụ về đây. Về đây để trải nghiệm một cái thời điểm khốc liệt. Chiến tranh, chủ nghĩa tinh thần, chủ nghĩa tư tưởng, dịch bệnh, tàn sát hàng triệu triệu, hàng trăm triệu con người. Nhiều người hỏi Thượng Đế đi đâu? Thượng Đế đã thoát khỏi trần gian, đã từ chối trần gian. Thượng Đế không chết. Người đã thoát khỏi trần gian để cho con người, để cho mọi thực thể tự do trưởng thành ở thời điểm khốc liệt này. Và sự sống như chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau,
Nó là vô thường, nó là bất định, nó là bất toàn, nó là liên thuộc, nó là đa chiều kích, nó là phi thời gian, nó là tương đồng với tất cả các màu sắc của nó. Nghiệp là hơi thở của sự sống, là màu sắc của sự sống, là dòng chảy của sự sống. Cho nên nó cũng mang đầy đủ tất cả các yếu tố của sự sống. Đó là vô thường, đó là bất định, đó là liên thuộc, đó là nhân quả. Thượng đế rời thế gian để cho con người tự do trong dòng chảy. Tất cả đang cùng tương tác để tạo ra cái dòng chảy này, để tạo ra mùi vị, để tạo ra cái trường năng lượng, để tạo ra cái không gian mà ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đây. Vậy thì bạn không thể tránh được nghiệp. Vậy thì bạn cũng không thể trả được, tìm một cách nào đấy trả được nghiệp. Vậy thì bạn không có một cách nào khác để giải được nghiệp. Có nhiều vị đạo sư, khi ông ấy diễn thuyết, khi ông trao truyền, khi ông giảng bài, ông ấy thường nói rằng ta là một vị thầy giảng cho các con nghe, và ta khi giảng thế này ta đã lãnh nhận nghiệp của các vị. Tôi mỉm cười vì điều đó. Tôi mỉm cười vì điều đó. Bởi vì nếu thực sự có một vị thầy nào thực sự lãnh nghiệp cho học trò thì việc gì ông ấy phải nói ra, việc gì ông ấy phải tuyên bố. Nếu thực sự ông ấy lãnh, vậy thì cao cả biết bao, ông ấy hãy im lặng. Và cao cả biết bao, xin ông ấy đừng lãnh. Bởi lẽ nghiệp là sự kiện của sự sống, là sự kiện của cuộc đời. Bạn muốn tránh nó, vậy thì bài học còn đó. Có ai khác lãnh hộ bạn, vậy thì bài học còn đó. Nỗi sợ còn đó, lo lắng còn đó, hoài nghi còn đó. Một cô gái với món nợ của cha mình, ông ta bày mưu như thế, như câu chuyện tuần trước tôi kể. Nhiều người xúi rằng cô gái ấy hãy lãnh cái nghiệp ấy đi, rồi biết đâu có thể hóa giải được lão già ham hố, tham đắm, độc ác đấy. Nhưng bằng sự bình tĩnh của mình, cô đã nhận ra kẻ gian tà đã nhận hai viên sỏi đen cho vào hai túi. Và rồi có nhiều người lại xúi, nếu biết hai viên sỏi đen tại sao không đi tố cáo. Nếu có tố cáo, trả thù được ông ta thì món nợ của cha mình vẫn còn đó. Cô ấy đã bình tĩnh rơi một viên sỏi đen xuống đất. Vậy thì túi còn lại mở ra, nó là lại là viên sỏi đen. Vậy thì cô ấy đã nhận viên sỏi trắng. Vậy thì cô ấy đã thoát khỏi món nợ, đã thoát khỏi lão già kia.
Có lẽ chưa có ví dụ nào mà tôi say sưa bằng cách bằng cái chuyện nhìn thấy ở câu chuyện này về cách đối xử với nghiệp. Nhận biết nó. Vậy thì bạn sẽ đi qua nó. Nhận biết một sự kiện của dòng chảy cuộc đời, một sự kiện của dòng chảy sự sống. Đấy là cách trải nghiệm minh triết nhất với tôi. Đi vào nó, thấu hiểu nó, kinh qua nó, trải nghiệm cùng nó. Vậy thì nỗi sợ không còn. Vậy thì hoài nghi không còn. Vậy thì lo lắng không còn, ngay cả nỗi đau. Ngay cả nỗi đau, nếu bạn đi vào nó, vậy thì sự đau đớn đã tới. Bạn có thể quằn quại, bạn có thể đau đớn, bạn có thể nhức nhối, bạn có thể dày vò, bạn có thể khổ tâm. Nhưng nếu bạn đi qua nó, nếm trải nó, bước lên nó, đạp lên nó, vậy thì tất cả những lo lắng sợ hãi sau này không còn nữa. Nó cũng chỉ như cái bạn đã trải qua. Người ta nói, chỉ cần ngồi xuống thiền là có tất cả. Điều đấy có đúng và có chưa đúng. Nếu như bạn ngồi xuống thiền trong tĩnh tâm, sự trong bình tâm của thiền có nhiều lớp vỏ, nhiều lớp áo, nhiều lớp chăn sẽ rơi xuống. Bạn sẽ bình tĩnh hơn. Những tham đắm mê mờ vào cuộc sống rơi ra. Bạn sẽ nhìn cuộc sống rõ hơn. Đấy gọi là định. Định nó có làm cho tuệ phần nào sáng hơn, bởi lẽ đã thoát ly khỏi tất cả các mê mờ. Vậy thì định có làm cho tuệ sáng hơn. Khi bạn đã sáng hơn phần nào, bạn bớt đi hoài nghi, bớt đi sợ hãi, bớt đi lo lắng. Nhưng nếu bạn đi tiếp tới quán, vậy thì sẽ khải lộ thêm một số chiều cao mới. Nhận rõ được tâm của mình, nhận rõ những chao đảo của tâm của mình, nhận rõ những trạng thái lên xuống, thèm khát, sợ hãi, lo lắng, đắm đuối, hờn ghen. Nhận rõ tất cả những cái đấy, vậy thì có những đỉnh cao mới khải lộ. Tâm mình bình an hơn. Thấy nhiều sự kiện, thấy nhiều mối quan hệ, thấy nhiều thực thể đang tương tác với mình. Trong sự bao dung trìu mến hơn. Vậy thì những phản ứng của cuộc đời, phản ứng của con người, phản ứng của thực tại, phản ứng của thực thể tới bạn, bạn sẽ nhìn sự kiện một cách bình yên hơn. Có nhiều người nói tất cả là do mâu thuẫn nội tại. Tôi đồng ý với nhiều điều này. Tất cả là do mâu thuẫn nội tại. Ta chưa thấu hiểu rõ tâm của mình.
chưa bình đủ bình tâm nhìn nhận nó. Cho nên một sự kiện của dòng đời, một sự kiện của nghiệp đến với ta, nó trở thành vấn đề. Tại sao phải thế này? Tại sao nó lại như thế? Tại sao ta phải chịu đựng những điều như thế? Tại sao người ta phải đối xử với ta như thế? Một loạt câu hỏi xảy ra. Cảm xúc khuếch đại lên. Suy nghĩ khuếch đại cảm xúc. Cảm xúc lại đẩy suy nghĩ vào những vòng xoáy mới. Vậy thì sự kiện đó, nghiệp đó trở nên vấn đề. Vấn đề của cuộc đời bạn. Nhưng nếu bạn nhận rõ sự kiện, nhận rõ trạng thái tâm của mình, bạn bình yên hơn, mở lòng hơn. Vậy thì cái phản ứng của đối tượng đó, phản ứng của con người đó, phản ứng của sự kiện đó đơn giản, nó chỉ là sự kiện, nó không còn là vấn đề với bạn nữa. Cho nên người ta nói nghiệp tại tâm là như thế. Người ta nói nghiệp tại tâm là như thế. Do tâm, do phản ứng của tâm mà nghiệp trở thành vấn đề, không có đơn giản còn là sự kiện. Tất cả các vị đạo sư ở thời điểm bắt đầu, thời điểm song ngư, từ Gautama Buddha cho đến Lão Tử, cho đến Lê Giê-xu, cho đến Mahavita, đều dạy điều đầu tiên, đó là giải thoát. Giải thoát là trạng thái mà một con người làm chủ suy nghĩ, làm chủ cảm xúc của mình. Ông ấy đi tới làm chủ hành động và làm chủ cuộc sống của mình. Thì đó chính là trạng thái của sự giải thoát. Có những người mơ màng, mê tín, nghĩ rằng giải thoát là vượt lên một cõi nào đấy, gọi là cực lạc, là niết bàn, là Tây Phương, là đất nước của Thượng Đế. Đó là ngôn từ. Còn bản chất trạng thái của giải thoát là làm chủ được suy nghĩ của mình, làm chủ được cảm xúc của mình. Và coi tất cả các sự kiện của dòng nghiệp, đơn giản, nó là sự kiện, không còn là vấn đề. Những con người của thời đại ngày hôm nay, như Krishnamurti, như Adya Santi, như Ekaton, họ đều dạy một điều như vậy. Giải thoát ngay tại đây và bây giờ. Rồi có những người mơ màng lại tự hiểu, lại tự diễn giải, lại tự mường tượng, lại tự mê hoặc mình. Giải thoát tức là nghiệp không còn xảy ra. Niết bàn là tại nơi đó cực lạc, không còn khổ đau. Đúng, giải thoát là không còn khổ đau. Không có nghĩa là nghiệp không xảy ra đối với người giải thoát, mà đơn giản chỉ là trạng thái, phương thức ứng xử của người đó với nghiệp mà thôi. Nếu nghiệp chỉ đơn giản là một sự kiện, vậy thì ông ấy giải thoát. Nếu nghiệp còn là một vấn đề, ông ấy còn lo lắng, còn sợ hãi, còn bực tức, còn cáu giận, còn hoài nghi, còn lên kế hoạch, còn sử dụng các kỹ thuật để tiêu diệt cái chủng tử nghiệp ở bên trong mình, vậy thì ông ấy còn đó. Ông ấy còn đang lệ thuộc vào chính cái suy nghĩ, cái tầm nhìn của ông ấy. Giải thoát đơn giản là ngay tại đây và bây giờ, khi người đó
làm chủ được suy nghĩ, làm chủ được cảm xúc của mình. Khi người đó biết tha thứ như Giê-xu nói. Và hôm nay chúng ta nói về nghiệp, thì giải thoát với tôi đó là trạng thái làm chủ nghiệp. Đơn giản, coi nó là một sự kiện, thấu hiểu nó. Tỉnh táo, ứng xử với nó. Trong nhận biết. Xin đừng có cuống lên. Chấp nhận nghiệp. Như lời khuyên cô gái. Hãy lấy ông già cho vay nặng lãi đi để trả nghiệp. Xin đừng có phản ứng bằng cách tố cáo lão già khai gian, ăn gian, làm gian, nghĩ gian, bày mưu. Mà xin hãy tỉnh táo như cô gái. Nhận biết sự kiện và đưa ra giải pháp tối ưu. Đó chính là sự làm chủ nghiệp. Đi vào nó trong nhận biết. Đi vào nó trong trạng thái làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Vậy thì bạn sẽ bước qua nghiệp. Và khi bước qua như vậy, thì không phải chỉ một nghiệp, mà tất cả các nghiệp thuộc tính như thế. Bạn đều ung dung mỉm cười, không lo lắng, không sợ hãi. Có nhiều người trong những dòng tu mật tông Phật giáo Tây Tạng, họ còn truyền nhau một câu chuyện thế này. Họ bảo rằng nếu như đi vào thọ lãnh, quán đảnh, gia trì, nhận gia trì một cái pháp nào đấy của mật thừa, vậy thì nghiệp sẽ đến nhanh hơn với người đấy. Rất nhiều lama, rất nhiều đệ tử của các dòng truyền thừa, họ trao truyền nhau câu nói như thế. Nếu bạn đi vào mật thừa, bạn nhận lễ quán đảnh, nhận lễ gia trì xong, bạn sẽ thấy rằng nghiệp sẽ tới với bạn nhanh hơn. Họ đã nói với nhau như thế. Tôi mỉm cười với những lời bàn luận như vậy. Nghiệp là hơi thở của sự sống, là màu sắc của sự sống, là dòng chảy của sự sống. Không có cái gì nhanh, không có cái gì chậm. Người ta đang tự viễn hoặc mình lên. Nhưng nếu như một người khơi mở những nhận thức của mình, bình tâm nhìn vào nghiệp, thì thấy rõ ràng rằng có vẻ như nghiệp tới nhanh hơn, là bởi lẽ đơn giản ông ấy nhận biết nó. Người ấy nhận biết nó. Người ấy không bỏ qua nó, không lỡ làng với nó, cũng không sợ hãi, không chạy trốn với nó. Câu nói nghiệp đến nhanh hơn trong trường hợp ấy đơn giản chỉ là ông ấy bắt đầu nhận thức sự sống, nhận thức nghiệp một cách rõ ràng hơn mà thôi. Nghiệp là hơi thở của sự sống. Nó không chỉ chi phối thực tại này, không chỉ chi phối thực tại người, mà chi phối cả những thực tại đa chiều. Không nhìn thấy. Chi phối cả các chiều kích không nhìn thấy, chưa mở. Nó là dòng đời. Nó là sự kiện hiển nhiên.
Cho nên Thượng Đế trong con mắt của Giê-xu là thế. Sự cao cả của Thượng Đế là thế, là cách Ngài đã rút khỏi thế gian để cho con người làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ cái dòng đời, làm chủ cái dòng nghiệp đang chuyển động. Nghiệp tại tâm, nó là như thế. Nếu tâm bình an, tâm không còn mâu thuẫn, vậy thì sự kiện của dòng đời nó đơn giản chỉ là sự kiện. Nhưng tâm bạn chưa bình an, vậy thì bạn phải nỗ lực chạy trốn, phải nỗ lực chống đối, phải nỗ lực lo toan các giải pháp để tránh nghiệp, để đỡ nghiệp, để trả nghiệp. Vậy thì trong lo toan chạy trốn, giải thoát, đỡ nghiệp, trả nghiệp, nâng năng lượng, diệt chủng tử, bạn đã khắc khoải rồi, bạn đã mất tự chủ của mình rồi. Cho nên nghiệp tại tâm là như thế. Bạn làm chủ được tâm mình, làm chủ được suy nghĩ, làm chủ được cảm xúc, vậy thì làm chủ được nghiệp. Với tôi, tất cả đơn giản là như vậy. Và xin chia sẻ với mọi người. Hãy coi rằng đây là tất cả những cảm nhận của cá nhân tôi. Nó có thể đúng với tôi ngày hôm nay, chưa chắc đúng với tôi ngày mai. Và nó đúng với tôi, chưa chắc đúng với tất cả mọi người. Xin hãy cùng bình tâm, nghĩ, suy, quán những lời này. May ra có thể giúp gì được cho các bạn không? Và hôm nay tôi xin kết thúc buổi chia sẻ ngày hôm nay tại đây. Và cũng xin phép với Lệ Dũng và mọi người kết thúc chủ đề nghiệp dự kiến 4 ngày. Xin rút lại 3 ngày và kết thúc tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Như Dũng đã có chia sẻ thì xin mời tất cả anh chị vào cái phần trao đổi này thì chúng ta sẽ bật video lên. Và thứ hai là có thể chat hoặc là bật mic để có thể là đặt câu hỏi trực tiếp với cả cư sĩ Minh Đạt ạ. Rồi, xin mời các bạn. Dạ. Chị Tú hôm nay mặc đẹp quá. Ồ, Tú màu hồng đẹp quá nhỉ. Có đỏ không đấy? Có màu đỏ. Chị Tú bật mic lên. Em chào chị Thu Anh. Ơi, xin chào Thu Anh. Dạ, xin mời các anh chị. Xin mời mọi người ạ. Cảm ơn anh Đạt, cảm ơn cả nhà. Dạ. Màu đỏ chứng tỏ đang yêu. Màu hồng. Bây giờ mới bật mic. Thứ nhất là xin chào anh Dũng. Em Dũng chứ. Anh Minh Đạt. Hôm nay thì mấy lần trước thì em chưa được xem nghe hết ba buổi, nhưng mà hôm nay đúng là ngộ ra rất là nhiều điều, bởi vì bản thân em cũng đã trải qua những điều anh chia sẻ hôm nay. Nó rất là thấm, bởi vì thực sự là mỗi ngày em cũng có những cái chia sẻ lại với những cái cộng đồng tâm linh hay là những bạn bè ở trong cộng đồng doanh nhân, những cái bài học hay, nhưng mà bản thân mình thấy hay, nhưng mà đấy mới là lý thuyết.
Còn khi mà mình vào một cái sự kiện, như là anh nói một sự kiện, nhưng mà nếu mà mình không không coi nó là sự kiện thì đúng đó là thành nghiệp. Mà không một nếu mà bình thường một người không có, mình không nói là mình có tầm ảnh hưởng gì, nhưng mà bản thân mình đang là người chia sẻ và mình đang ảnh hưởng lên rất là nhiều người. Nhưng mà nếu mà mình lại như thế thì mình đang có sự cộng nghiệp rất là nhiều, đúng không anh? Nếu ý em nói là nếu mà một người bình thường họ cũng chỉ là một người sống cho mình thôi đấy, nhưng mà đến khi mà giống như em đang hướng tới là cộng đồng rồi, và nếu mà em có những cái gây cái hạt xấu đi thì ha, nó còn tạo ra những cái nghiệp lớn hơn, đúng không anh? Để em nhưng mà hôm nay thì đúng là mình ngộ ra một điều, tất cả nó cái dòng chảy cuộc sống này nó rất là biến thiên, và nó nếu mà mình coi tất cả nó chỉ là một cái sự kiện bình thường mà mình bước qua đó, thì nó cũng chỉ là một cái gì đó rất là bình thường thôi, thì nó mình coi như là nó, tức là em không chưa có giải thích được bằng bằng cái lời của em, nhưng mà hôm nay thực sự là rất là cảm ơn anh là em có cái để em áp dụng cho em cái điều này. Vâng, nó rất là đơn giản thôi, vâng, vô cùng biết ơn anh. Cảm ơn Tú Anh. Dạ. Thực ra thì cái cuộc sống này giống như các cái chia sẻ trong các cái buổi trước về tính không. Dạ. Hay là Duy chia sẻ về Giê-xu. Thì bản chất cái sự sống này là liên thuộc. Dạ. Một cái vẫy cánh của con bướm có thể lay động cả dải ngân hà. Một cái suy nghĩ của Thu Anh có thể tác động được tới Chí Dũng hay tác động được tới anh. Tất cả mọi thứ đều liên thuộc với nhau. Đều liên thuộc với nhau. Cho nên cũng đừng có lo lắng rằng tôi đang tạo ra một cái nghiệp gì xấu, tôi đang tạo ra một cái nghiệp gì tốt, mà chỉ đơn giản là hãy sống với tất cả những cái gì mà mình đang thấy là đúng, đang thấy là đam mê, đang thấy là yêu đương, đang thấy là khát khao. Nhưng duy nhất chỉ mỗi một điều, hãy luôn tỉnh thức nhận biết nó. Hãy luôn tỉnh thức nhận biết nó. Còn chúng ta rất khó có thể tránh được nghiệp, bởi vì đấy là dòng chảy của cuộc sống. Đó là sự liên thuộc của chính ta với tất cả con người, với tất cả con người, bầu trời, với tất cả dòng sông. Ta đang hòa đồng với nhau trong dòng chảy của nó. Vậy thì không có cái gì mà có thể tránh được đâu. Chỉ duy nhất một điều, hãy nhận biết nó. Hãy nhận biết mình, hãy làm chủ cảm xúc của mình, làm chủ suy nghĩ của mình. Vậy thì mọi điều đến đều đẹp trong cái bất toàn của nó, trong cái màu trắng của nó, trong cái màu đen của nó, trong cái màu hồng của áo tú. Tất cả nó luôn là điều duy nhất là nhận biết. Vậy thôi. Xin mời các bạn khác ạ. Hôm nay có vẻ vắng nhỉ? Dạ. Em vừa rồi, tại vì rồi, là vâng, 6-70 người á. Dạ, tại vì là thực ra là mọi người mà cái liên tục hàng tuần thì chắc chắn là không thể có chắc ai vậy. Cũng có vâng, ai cũng có thời gian hết. Chắc vậy em phải nghĩ một cái mô hình khác. Còn thực ra một tuần vừa rồi ấy, mà có cái này 2 tháng ấy, COVID. Đúng không? Cho anh làm được buổi sáng chủ thứ bảy này, chiều chủ nhật thì còn làm được. Nó bắt đầu hết COVID thì đuối không làm. em sẽ nghiên cứu để xem cái khung giờ, nghiên cứu một cái mô hình khác. Vâng, một cái khung giờ ấy, khung giờ phù hợp ạ. Tại vì là thứ hai là ví dụ như những cái chủ đề mà là cùng một chủ đề thì em nghĩ là chắc sẽ cố gắng để duy trì trong khoảng tối đa 2 buổi. Tại vì là cùng một nghiệp 3 hay 4 hay 5 buổi thì mọi người sẽ có một cái cảm giác quá. Là vâng, nó dài quá. Nó sẽ vâng, nó dài và mọi người không theo được.
Đó, Em chào chị Ngân. nhưng mà có những chủ đề giống như là tính không chẳng hạn, đúng không, thì đúng là rất khó có thể cắt đi. Rất khó có thể cắt đi. Em hiểu. Cho mời Ngân. Có thể chia sẻ một chút chỗ cho anh Dũng với lại anh Đạt vừa nói, mình có thể cũng một cái chủ đề đó, mình mời cả hai ba người mình làm cái bàn tròn thì mọi người nghe được nhiều cái khía cạnh cũng sẽ thích hơn. Và nghe tròn vậy thì mọi người thích nghe, cũng thích nghe hoài. Hay quá. Thì cái này là em chắc là cũng phải xin book trước để mời chị Tú tham gia vào bàn tròn trong kỳ tới. Và chủ đề thì chắc là em cũng xin phép là để thống nhất với cả tất cả các anh chị trong cái group group của các anh chị của chúng ta để thống nhất một cái chuỗi tất cả các cái nội dung thảo luận. Và em nghĩ là hiện giờ có rất là nhiều các cái chủ đề mà mọi người quan tâm, và có rất là nhiều các góc nhìn về những cái sự kiện tâm linh hiện nay cũng đang diễn ra. Và em nghĩ rằng là mỗi anh chị có những cái chia sẻ và đánh giá thì cũng làm cho cộng đồng có cái nhận thức rất là tốt. Như anh Đạt nói về thời bảo vệ thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy nó là trái đất mới. Như một cái bạn mèo này đã đến với chị để dạy về trái đất mới, nó có những cái đặc điểm gì. Nhưng mà như anh Đạt nói về nghiệp thì một trong những cái kế hoạch lớn lao của trái đất mới đó là giúp cho con người có thể cân bằng rất là nhanh. Không có cách nào mà thăng lên nhanh bằng cách là mình được thanh tẩy nghiệp. Và vì vậy một cái kế hoạch vô cùng vô cùng giá trị đó là COVID. Từ vì không có cái gì mạnh mẽ bằng chuyển hóa nghiệp bằng kích hoạt nỗi sợ. Đem nó các nỗi sợ lên hết, những cái nỗi sợ sinh tồn của mình. Thì như vậy con người nhiều sức mạnh để dấn thân vào tình yêu hơn. Có kế hoạch rất là tinh tế. Và vì vậy chúng ta hãy tận hưởng và chuyển hóa nghiệp. Nên mọi người cần những cái hiểu biết như hôm nay anh chia sẻ và những cái nhận biết về nghiệp và trái đất mới nó rất là quan trọng trong gia đình. Trong 1-2 năm qua chúng ta được học về COVID để nó chuẩn bị cho mình học cái cách mà mình chuyển hóa nghiệp. Và giai đoạn này chúng ta cần tiếp tục chuyển hóa và cần hiểu về trái đất mới. Để mình giống như mình đang cầm... Hồi xưa giờ mọi người thích nhập cư vô Mỹ, vô châu Âu, vô Cộng hòa ship gì đó, gì đó, nước gì đó, cái gì đó, có cái nước gì đó anh Đạt. Trốn thuế à chị? Trốn thuế à? Đang cầm cái passport, mình thích từ Việt Nam nhập nơi khác, thì bây giờ mình muốn trở thành công dân vũ trụ thì mình nâng cấp mình lên. Và thường đó là chuyển hóa nghiệp. Vũ trụ Thượng Đế có rảnh đi đâu, nhưng mà lúc nào cũng là đầy thương yêu. Đâu có cái gì nó đứng ở ngoài thiên liêng được. Tất cả đều ở trong thiên liêng cả. Tất cả đều thuộc về thiên liêng, đúng không anh Đạt? Đúng thế. Không có cái gì ở ngoài thiên liêng cả. Tất cả đều là thiên nhiên, đều là sự sống. Và tất cả cũng là tự tại mỗi con người. Hãy làm chủ mình, hãy làm chủ sự sống. Đừng có lệ thuộc vào bất kể một ai đó, một cái năng lực nào đấy, một cái thế lực nào đấy, một cái đấng nào đấy. Hãy là chính bạn. Bạn sẽ tạo ra thiên đường cho bạn. Bạn sẽ giải thoát ngay tại bây giờ. Thế còn nếu như bạn còn nương nhờ vào một năng lực nào đấy, một thực thể nào đấy, vậy thì bạn còn đang ở đấy, chưa thể làm chủ được mình, chưa thể làm chủ được suy nghĩ của mình, chưa thể làm chủ được cảm xúc của mình, vậy thì chưa thể làm chủ được một tầm nhìn của mình. Cho nên tôi rất yêu những con người
như Krishnamurti, như Ekaton, như Adyashanti, họ đang dạy cái cách mà con người làm chủ mình ngay tại đây và bây giờ. Làm chủ được nghiệp, làm chủ được sự sống. Làm chủ được nghiệp là trạng thái làm chủ mình, làm chủ nghiệp là trạng thái của giải thoát. Thế còn nếu như bạn đi sâu, đi cao hơn nữa, vậy thì đến cái chiều mà Đức Phật đã dạy, đó là trực nhận tính không. Đó là chiều mà Giê-xu đã dạy, đó là hợp nhất với Thượng Đế. Đó là chiều mà Lão Tử đã dạy, đó là thấu hiểu được tao. Đấy chính là trạng thái toàn đẳng, toàn giác. Nhưng xin hãy bắt đầu đi tới cái bậc thềm, đi tới cái đỉnh cao đầu tiên là làm chủ mình. Làm chủ được suy nghĩ, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được dòng nghiệp. Với tôi tất cả nó đơn giản lắm. Đơn giản lắm. Và những con người tôi đắm say, đó là những con người như Krishnamurti, như Ekaton, như Adyashanti, họ cũng dạy những điều như thế. Đơn giản vậy thôi. Hãy làm chủ mình. Vâng. Anh Đạt ơi, anh cho em hỏi một chút là câu chuyện về làm chủ ấy. Thì bản thân cái việc mà làm chủ được cảm xúc thì em qua cái quá trình quan sát cũng rất là nhiều những cái người mà có quá trình thực hành cũng lâu rồi, nhưng cái phần cảm xúc có thể nói rằng là một trong những cái phần mà rất khó làm chủ được của họ. Vậy thì đấy cái cách thức tiếp cận để giải quyết những cái câu chuyện như thế, thì anh có những cái chia sẻ gì cho mọi người cho cái câu chuyện về làm chủ cảm xúc không ạ? Làm chủ cảm xúc thì tôi cũng đã chia sẻ nhiều lần, nhiều lúc, trong nhiều lần chia sẻ. Lấy ví dụ như Đức Phật nó dạy 8 thực hành chính. Ngài không chỉ có đơn giản nói rằng hãy ngồi thiền, hãy thiền đi, hãy ngồi uống thiền đi, mà Ngài nói thiền là một trong 8 cái thực hành chính. Vậy tất cả các thực hành kia, cả 8 cái, bản chất là sống thiền. Bản chất là sống thiền. Nhận thức đúng, suy nghĩ đúng, lời nói đúng, thực hành đúng, vân vân. Đó là sống thiền. Và tôi cũng đã nhiều lần chia sẻ cái nhìn nhận của tôi với tất cả mọi người, là xin hãy đi vào sự sống, xin hãy đi vào cuộc sống, xin hãy lao động, xin hãy tương tác, xin hãy yêu thương. Trong tất cả các cái tương tác đó, niềm đau, nỗi khổ, sự thăng hoa, cái say sưa, đó là những bài học, nó là những liều thuốc để giúp chúng ta trải nghiệm mình. Để giúp cho chúng ta trải nghiệm mình. Và rồi Giê-xu dạy, chỉ cần tha thứ là đủ. Và muốn tha thứ thì rõ ràng chúng ta có 2 điều kiện. Điều kiện cần là đi vào sự sống, trải nghiệm nó. Điều kiện có đủ là ngồi xuống, quán về nó, suy nghĩ về nó, rút ra bài học cho nó, mới đi tới sự tha thứ toàn bộ. Điều về tha thứ thì như tôi cũng đã chia sẻ cỡ khoảng độ 3-4 lần ở những buổi như thế này. Cách mà Giê-xu dạy về tha thứ 4-5 lần như thế này. Chúng ta phải quán về nó, để thấu hiểu nó, để cảm thấy cái đau
của cái sự kiện mà chúng ta cần tha thứ. Vậy thì mới có thể đi tới tha thứ một cách toàn bộ được. Và cả một cái hành trình như vậy, vậy thì cảm xúc của chúng ta sẽ dần được làm chủ. Và cái hình tượng làm chủ tôi cũng đã nói là cái khoảng cách, là cái khoảng cách giữa vô minh phản ứng ra cái cảm xúc với cái thời điểm nhận ra rằng cái cảm xúc ấy là sai lầm, cái khoảng cách ấy ngày một ngắn lại qua thiền quán. Và chỉ khi bạn chuẩn bị có một cảm xúc nảy sinh từ vô minh, nhận thức của bạn thấy rằng à, cảm xúc ấy không cần thiết nữa, vô duyên quá, vậy thì bạn đã giải thoát ở thời điểm đó. Và quá trình thắng được cảm xúc của mình, quá trình thắng được suy nghĩ của mình, nó là quá trình từng bước để làm sao cái khoảng cách giữa bộc phát và cái khoảng cách giữa nhận biết nó chập lại, ngày càng ngắn lại và chập lại với nhau. Dạ, em cảm ơn anh. Thế là như vậy là cái thời gian để hai cái khoảng cách đấy chập lại thì sẽ là cũng có thể nói là tùy vào căn cơ của mỗi người, đúng không ạ? Đủ vào căn cơ. Và nhận thức của mỗi người. Đúng thế. Vâng ạ. Và tùy vào sự trải nghiệm sâu sắc trong việc quán của từng người. À. Nếu như ông ấy đã làm cho người khác một nỗi đau, thế rồi ông ấy ngồi ông quán và ông thấy được rằng cái nỗi đau mà người khác đã chịu nó đã thấm đến từng cơ thể ông ấy, từng mạch máu của ông ấy, từng tế bào của ông ấy. Ông ấy đi tới thấu hiểu nó và tha thứ. Lúc đấy sự tha thứ mới là thực sự. Xin mời. Xin mời tất cả các anh chị chúng ta hãy đặt câu hỏi chat. Đây là cái buổi cuối cùng của Nghiệp đúng không ạ? Cho nên là các anh chị hãy cố gắng liên tưởng lại, tại vì chúng ta nên hỏi cho mình, chúng ta không nên hỏi Một bạn à. Vừa mới nhắn trên tin nhắn là gì nhỉ? Là gì? Làm chủ được hiểu là buông bỏ kiểm soát cảm xúc, không phải. Không phải. Làm chủ không phải là buông bỏ kiểm soát cảm xúc. Điều đó là sai. Điều đó là sai. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng là một con người nếu từ bỏ cảm xúc của mình, vậy thì sự sống này màu sắc sẽ ra sao? Hương của hoa nhài đâu còn thấy. Ánh hồng của bình minh đâu còn thấy. Nỗi u buồn của chiều đông đâu còn thấy. Tại sao lại lỡ làm nghèo mình đi như thế? Đấy là tâm trí của những người muốn dấn thân vào chùa, muốn leo lên núi. Cuộc sống này sinh động lắm, sự sống này tươi đẹp lắm. Dòng sông đang chảy cuồn cuộn, chim én đang báo hiệu xuân về, hoa mai đang đua mình rực rỡ. Vậy sao lỡ từ chối nó? Xin đừng từ bỏ cảm xúc, mà hãy nhận biết cảm xúc. Hãy siêu việt sự kiểm soát nó. Hãy siêu việt sự kiểm soát nó. Xin đừng từ bỏ bất kể một cái gì. Cũng giống như nhiều người nói, hãy từ bỏ suy nghĩ, hãy từ bỏ suy nghĩ. Không, quán là siêu việt suy nghĩ. Nếu suy nghĩ bạn chỉ đi tới cái chiều của hai mặt đối lập, cái điều này
to hơn, điều này tốt hơn, suy nghĩ đi đến những chiều như thế. Còn quán là thấu triệt toàn bộ cả hai mặt đối lập, cả nhiều mặt khác trong sự sống, chứ không phải chỉ có hai mặt đối lập. Vậy thì bạn sẽ sáng tỏ được nhiều điều. Trong cuộc sống, có rất nhiều người có thái độ mà tôi thấy rằng với tôi không thể đồng ý, tôi không thể chấp nhận. Họ thường nói tùy duyên. Hãy cảnh giác với thái độ sống này. Họ thường nói tùy duyên. Lấy ví dụ như tôi hẹn Dũng sáng nay 10 giờ. Thế nhưng 8 giờ, 8 rưỡi tôi đã gặp Thu Anh. Và Thu Anh đưa ra một cái công việc, một cái hấp dẫn. Thế là tùy duyên với Thu Anh, tôi quên Dũng luôn. Tôi nghĩ rằng đấy là thái độ thiếu tôn trọng cuộc sống và con người. Chúng ta nên có những kế hoạch cho cuộc sống của mình. Nhưng kế hoạch đó có thể không thành công, vậy thì vui vẻ chấp nhận nó trong nhận biết. Kế hoạch đó thành công rồi, nhưng hãy nhận biết nó rằng nó không phải là đỉnh cao mà ta còn có thể đi được cao hơn nữa cùng mọi người. Vậy thì ta cứ đi. Vậy thì ta cứ đi. Và đấy chính là ý nghĩa minh triết của sự tùy duyên. Lão Tử nói làm mà không làm, nhưng làm tất cả là vì thế. Nếu như bạn lập ra một kế hoạch, bạn đề xuất rằng nó phải đạt được 10 điểm. Nhưng không thể đạt được 10 điểm mà chỉ đạt được 2 điểm, vậy thì bạn đau khổ. Thế nhưng nếu như bạn lại đạt được 10 điểm và bạn lại dừng lại, thế là thành công rồi. Vậy thì những đỉnh cao của 100 điểm, của 1.000 điểm luôn luôn không khải lộ nữa. Cho nên với tôi, một người tìm kiếm là một người luôn luôn tỉnh thức để nhận biết, chứ không thể là thái độ tùy duyên vô trách nhiệm như rất nhiều người đang ứng xử, hay là một thái độ từ bỏ rất nhiều thứ mà mọi người đang lầm lẫn. Hãy siêu việt, hãy tận hưởng và hãy tỉnh thức với tất cả. Xin mời mọi người tiếp tục ạ. Chủ đề này có vẻ khó, cho nên là mọi người cũng hơi khó khăn trong việc nghĩ câu hỏi đấy anh ạ. Mặc dù là rất là hay, nhưng mà chắc là cũng phải ngẫm ngẫm một tí. Bữa nay thiếu anh Minh cái thiếu thiếu Minh. Thiếu anh Minh là anh Minh thì em đoán là thứ bảy cũng bận công việc đấy. Chứ không thì anh rất là thích lên mà anh hỏi, anh chịu khó. Và thì em thì em thấy câu chuyện về nhận biết ấy, thì theo anh cái cách thức về nhận biết thì bản chất cái quá trình nhận biết thì em cũng xem, thì ví dụ như vị thầy gọi là Sadhguru thì ông bảo là bản chất là chúng ta hãy tách ra một chút, và khi chúng ta tự tách ra một chút thì chúng ta sẽ quan sát và nhận biết. Và trong bên Phật giáo thì em thấy rằng là mọi người đề cập đến cái chủ đề về tâm. Trong đó thì họ tóm lại một câu gọi là tâm sở và tâm vương. Trong đó họ liệt kê ra 52 cái loại tâm vương, tâm vương, tâm sở, tức là bản chất là bóc tách
cái tâm của chúng ta ra rất nhiều các trạng thái khác nhau để có thể tiện quan sát. Cái tâm đấy có thể là tâm giận, tâm đấy có thể là tâm tham, tâm đấy có thể là các cái tâm sân si vân vân, tức là rất nhiều các trạng thái tâm khác nhau để quan sát. Vậy thì cái cách thức mà bóc như thế thì theo cái kinh nghiệm của anh, nó có phải là một cái cách tiếp cận tốt để cho chúng ta nhận thức các cái trạng thái tâm của mình không? Tại vì liệu 52 cái trạng thái như thế đó đã gọi là, thứ nhất là em nghĩ là cũng không nhớ được nếu mà chúng ta không phải là người kiên trì để mà đi vào thực hành và bóc tách. Thực sự thì tôi cũng không thuộc nghe. Tôi cũng biết là người ta có đưa ra khái niệm tâm sở và tâm vương. Đâu hình như là 100 thứ gì đấy. Tôi không thuộc cái đấy. Bởi vì tôi thấy đơn giản rằng, tôi thấy đơn giản rằng cuộc sống có đẹp như thế kia. Đúng không? Vậy thì hãy nhìn nhận nó trong sự đơn giản nhất, trong trắng nhất, thuần khiết nhất, chân thành nhất mà thôi. Mà thôi. Cho nên sự tách rời ở đây phải hiểu là tách rời cái gì? Tách rời những tri thức, những lý thuyết, phân tầng là một thứ tách rời, là một thứ cũng cần để tách rời. Nếu như một người gây cho một điều gì đấy cho Dũng, vậy thì Dũng chỉ cần quan sát, nhìn ngẫm, quán chiếu cái mối quan hệ giữa mình với người ta để rồi đi tha thứ cho người ta, vậy thì đủ. Đâu cần phải nhận biết rằng cái tâm của mình ở lúc này đang là trạng thái gì của sở hay trạng thái gì của vương. Hình như mạng của anh Đạt bị mất một chút ạ. Các anh chị đợi thế. Em chào chị Kiều. Chị là ở Mỹ đúng không ạ? Đấy, tối. Dạ, em chào anh Minh. Dạ, chào chị. Thấy lúc nào cũng chị cũng đang phải chăm sóc ông đúng không ạ? Dạ, đúng rồi anh. Dạ. Chị Kiều cũng học Kalachika đó nha. Dạ thế ạ. Dạ vâng. Thế thì là trước là hình như anh Đạt cũng có giới thiệu em vào group. Và hình như là em cũng có nhớ là có lần nhìn thấy chị Ngân xem chị Kiều là trong nhóm Kalachika 4. Dạ. Chị Trinh là Kalachika 3. Giới thiệu với các anh chị là ở đây là có hai Việt Kiều, trên là chị Ngân, ở dưới là chị Kiều. Chị Ngân thì là thực hành mật tông và cũng là có sự dẫn dắt từ cư sĩ Minh Đạt. Chị Ngân cũng là một trong gọi phải nói là nghệ sĩ về vẽ mandala rất rất là đẹp. Em chắc là phải đăng ký chị Ngân có một buổi chia sẻ về cách thức vẽ mandala, cái cách thức mà chúng ta thiền và vẽ mandala như thế nào. Tại vì chị Ngân và anh Đạt đang gọi em xin phép là anh bị mất. Anh Đạt, alo anh à, anh vào lại cái đi cái phần vẽ mandala đó. Anh vào lại nhá, để em thế là alo. Để em gọi, xin lỗi là anh Đạt bị out. Ok, em mời chị chia sẻ một chút. Phần vẽ mandala đó Dũng. Vâng. Là chị học từ Luận, Trần Minh Luận dạy chị. Nhưng mà chị vẽ đẹp hơn Luận rồi. Vẽ cái gì á
Không, thời đó là thời bước vào mật tông á, là chị cần vẽ một số để chị cúng dường phải không? À, dạ. Đó. Thì tất cả mọi thứ là mình đẹp hay không là mình vẽ bằng cái tâm á. Vâng. Ừ. Cái tâm của mình thả vô, chứ chị không phải là nghệ sĩ. Ừ. Nhưng mà chị có khả năng chị đọc cho anh. À, vậy thôi. Vâng, rất còn là thích, vâng, chị rất đi là vào đẹp. mật tâm là do anh Đạt hướng dẫn. Dạ. Và những cái gì á, anh Đạt anh chia sẻ là tụi chị đang thực hành, tất cả mọi người mật tâm đều thực hành, và những cái quán đảnh, những cái nãy kia là phương tiện như anh Đạt dạy thôi. Và khi mà thực hành được rồi á, là cảm thấy cuộc sống nó dễ dàng lắm, sống nó dễ dàng, vui vẻ, thực tế. Dũng tập đi. Dẫn thân nhớ, nhận biết, khi mà mình nhận biết là mình hiểu được cái tâm trạng của mình rồi. Vâng. Đó. Khi mà mình nhận biết sự việc là mình hiểu được tâm trạng mình rồi, mà mình hiểu được sự việc đó là mình điều khiển được cái tâm của mình rồi. Nhận biết cái là tâm đó, mình nhận biết, nắm được cái tâm liền. Vui thì không vui lâu, buồn cũng chẳng buồn lâu. Chấm dứt hết rồi nhanh đó. Tốt tốt và chị Trinh á cũng thực hành á, mật tâm giỏi lắm đó nghe Dũng. Cà la chích cà giỏi lắm đó. Dạ. Hay quá. Anh Đạt cũng huấn luyện nghe chị Trinh. Chị Trinh là ở hiện nay đang ở thành phố nào đấy ạ? Chị đang ở Cần Thơ. Dạ, Sài Gòn. Ở Cần Thơ, Cần Thơ. À, Cần Thơ. À, dạ. Vâng. Có chị Phương Anh á, ở Sài Gòn. À. Nhưng mà bữa nay chị Phương Anh á, tham gia một cái Zoom mới, cái Zoom cũng lớn ở bên Mật Tông. Nên là bữa nay vắng chị Phương Anh với chị Phương. Hai chị đó cũng thực hành Kalachika tốt á. Bữa nay á, là cái Zoom á, bên bữa nay là ngày vía dược sư, nên cái Zoom á, bên mà dược sư đó rất là đông. Hôm qua quán đảnh hơn 1.000 người. Đó, nên là bữa nay là họ tập trung bên kia nhiều hơn bên này. Bên này à, thực tế nhưng mà khó. Còn bên kia người ta còn cần phương tiện nhiều. Thì bước đầu là cần phải phương tiện. Mà khi cái phương tiện mình đi vững rồi thì buông phương tiện ra. Cũng như minh tâm thì thôi. Đưa vào cho anh ta một cái phương tiện. Khi mình đi vững rồi là buông ra hết. Đi vào nhận biết giống như anh Đạt. À, chắc là anh Đạt hiện giờ đang nỗ lực nhưng mà chưa vào được, thì chắc là xin phép cái buổi ngày hôm nay cũng chắc là xin phép dừng tại đây để không ảnh hưởng đến thời gian của anh chị nữa, thì sẽ xin phép là gửi lại các anh chị cái đường link của cái chương trình hội thảo này. Trong cái buổi tới thì là ban tổ chức sẽ thay đổi cái format chương trình một chút, là sẽ mời một số các cái anh chị có những cái thực hành trên cái đường thực hành tâm linh, để sẽ thành một cái bàn tròn chúng ta sẽ cùng thảo luận và chia sẻ, thì nó sẽ nhiều chiều nhìn và góc cạnh hơn. Và hy vọng là các anh chị có thời gian thì xin mời các anh chị quay lại và đón nghe. Một lần nữa thì xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều, cảm ơn chị Ngân, chị Kiều, cảm ơn chị Trinh, cảm ơn Thảo và tất cả mọi người, cảm ơn anh Thức, cảm ơn chị Ngọc. Chúc các anh chị có một cái tuần mới, một buổi cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào tuần sau ạ. Dạ, xin chào các anh chị. Xin chào, cảm ơn mọi người ạ. Chào Dũng, chào...